Thưa quý vị, phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam, miền Tây Bắc Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức đại hội mừng 25 năm thành lập miền tại hội trường của trường trung học Yerba Buena, thành phố San Jose. Chương trình bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều thứ 6 ngày 19 tháng 6 và kết thúc vào lúc 9 giờ 30 tối ngày thứ 7 20 tháng 6. Trong 2 ngày đại hội, với sự tham dự của Đức cha, quý tu sĩ, quý hội đoàn, quý thân hữu cùng các anh chị em ở các nơi trong đoàn thiếu nhi thánh thể Việt Nam Tây Bắc Hoa Kỳ về tham dự. Thưa quý vị, 25 năm nhìn lại để nhớ về những kỷ niệm đẹp, để cùng ôn lại quá khứ đẹp và nhất là để nhìn lại hầu cảm ơn nhau cũng như dâng lời ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa. Quả là một hồng ân, ân tình, một dấu ấn tình yêu đẹp. Có ngày hôm nay, nó không lao vuông sới cắt tỉa từ biết bao nhiêu bàn tay của quý vị ân nhân, quý vị phụ huynh, quý cha tuyên úy, quý thầy trợ úy, quý trợ tá, các trưởng và các em thiếu nhi. Vũ Nhân xin được gửi đến quý vị những hình ảnh và tâm tình ghi nhận được trong 2 ngày đại hội. I'm very delighted to be part of this celebration now today, to give God thanks to God for the Eucharistic youth and their ministry among us these past 25 years. The ministry of congratulating them, I also want to congratulate the Vietnamese people for their great commitment to vocations. I know I speak not only for myself, but bishops of other dioceses as well, and how grateful we are to the people of Vietnam living here among us, and how they continue to encourage their daughters and their sons to enter religious life and priesthood. So God bless you all, and again my thanks for the great gift that you are to our local churches. God bless you. Đây là một ngày đặc biệt cho giáo hội Công giáo, đặc biệt người Việt Nam miền Tây của nước Mỹ, đã là có một đoàn thiêu nhi thánh thể liên đoàn rất là hùng mạnh. Do đó là một ngày đặc biệt và chắc chắn cái ngày 25 năm kỷ niệm này sẽ đi vào lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam miền Tây của Hoa Kỳ. Con tên là Giuse Nguyễn Hữu Long Bên, con từ Denver, Colorado. Thì hôm nay là ngày lễ 25 năm kỷ niệm ngày thành lập của miền Tây của phong trào thiếu nhi thánh thể tại Hoa Kỳ. Hôm nay là một ngày rất là vui, rất là đông đảo tất cả mọi người đến tham dự cái ngày này đại hội hôm nay, và xin mọi người cũng tiếp tục cầu nguyện cho miền Tây mỗi ngày mỗi thăng tiến trong tình yêu của Chúa Giêsu thánh thể. Xin cảm ơn. Tôi là thầy Hùng, trợ úy của đoàn Thánh Linh Fresno. Đoàn Thánh Linh Fresno đi vào khoảng cỡ 70 người lên đến vùng San Jose để tham dự đại hội của phong trào thiếu nhi thánh thể miền Tây Hoa Kỳ. Rất là hân hạnh được về tham dự đại hội 25 năm này, từ Denver, Colorado cho tới Hawaii rồi Sacramento, và tất cả các đoàn đều về đây hết. Đây là một cái niềm vui chung của phong trào thiên thể miền Tây Hoa Kỳ. Vâng, tôi là Linh Mục Vicente Nguyễn Đình Truyền, hiện tại đang làm tuyên ý của miền Tây này. Hiện tại thì thấy cái sự hy sinh của các huynh trưởng, rồi các trợ tá, các phụ huynh rất là nhiều, cũng vì lo cho tương lai của con em chúng ta thôi. Các em đã giữ được đức tin, sống yêu mến chuyên thể và đồng thời giúp ích cho xã hội. Đó là cái mong ước của phong trào. Và nhìn đến tương lai thì tôi tin rằng với cái sự làm việc hiệp nhất với nhau, tất cả vì lòng yêu mến Chúa, thì phong trào sẽ lớn mạnh luôn mãi. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi.